Xin chào cả nhà. Chào mừng cả nhà đã quay trở lại với kênh Thuận Japan TV. Hôm nay mình sẽ có một clip mà đi lên rừng hái nấm matake nha cả nhà. Bây giờ cũng là cuối vụ rồi cho nên là mình cũng cố gắng đi kiếm xem có được cây nào không nha cả nhà. Hôm nay mình sẽ đến vị trí khác. Clip trước thì mình có đến cái vị trí ở quanh khu vực ở nhà mình. Hôm nay mình sẽ đi tìm ở một địa điểm mới để xem có hay không nha. Địa điểm này giám đốc mình nói là có khá là nhiều nhưng mà hôm nay mình thử đi tìm xem là có không nhé. Cả nhà cùng đi theo chân mình nhá. Bây giờ đến mùa lá đỏ rồi cả nhà. Đó. Bây giờ cái cây này là cây Momiji nhé cả nhà. Cái này Việt Nam mình gọi là cây lá phong nhá. Đây, mùa thu của Nhật Bản rồi có cái cây lá phong này nhìn rất là đẹp. Đây là cây Momiji ở nhà mình. Cây lá phong nha cả nhà. Bên này có những cây lá phong này rất là đẹp nha cả nhà. Đỏ chót luôn. Chỗ mình sắp đi tới cách nhà khoảng khoảng 2 cây số nha cả nhà. Ở khu vực đó phong cảnh khá là đẹp. Đây là mình bắt đầu ở nhà đi. Đó, mùa này thì bắt đầu cây ở rừng bắt đầu là chuyển màu rồi. Đây là cổng lối vào nhà mình. Chỗ này nhà mình là khu du lịch ấy cả nhà. Dành cho mọi người đến cắm trại cuối tuần hoặc là những ngày lễ, những ngày nghỉ. Mình rất thích là mùa thu bên này, cảnh vật khá là đẹp. Mình cứ nghĩ là năm nay không có mùa thu tại vì mấy hôm trước không khí khá là lạnh. Cách đây khoảng gần một tuần trước không khí đúng kiểu mùa đông đã về rồi cả nhà. Xuống còn 2 độ C. Sáng sớm ngày ra là trên hoa lá cành là bị đóng băng hết này. Thế nào đến bây giờ thì nó lại có cảm giác mùa thu trở lại cả nhà. Không khí rất là dễ chịu. Nó hơi khô một chút thôi. Đó, rồi đây là cây lá đỏ rất là đẹp nha cả nhà. Kìa, cây Momiji à. Lá cây bắt đầu rụng khá nhiều. Đó, cả nhà nhìn phong cảnh thế nào? Tuyệt vời chưa? Cách đây một tuần trước thì lá cây nó vẫn mới bắt đầu hanh vàng thôi. Nhưng đến hôm nay thì nó bắt đầu chuyển màu thành màu đỏ rồi nhé cả nhà. Lá cây bắt đầu đã rụng khá là nhiều. Không biết hôm nay đi tìm nấm thì có được cây nào không? Mình sẽ cố gắng tìm để chia sẻ với cả nhà. Cảnh vật đúng đến mùa này là tuyệt đẹp luôn đấy cả nhà. Làm lon cà phê cho ấm bụng như cả nhà. Thank you.
này cách với chỗ mình đang ở là khoảng 2 cây, hơn 2 cây. Lá đỏ khá là đẹp. Mình đã đến nơi rồi, bây giờ mình sẽ đi xuống khu vực ở chỗ này để mình tìm nhé cả nhà. Đây là một khu vực mới mình muốn chia sẻ với cả nhà. Đây, bây giờ mình sẽ dẫn cả nhà đi. Đây, cây này cây thông đỏ nhé cả nhà. Mình sẽ tìm quanh khu vực này xem có không. Khá là rậm rạp. May cái là ở rừng bên này nó không có rắn rết mấy. Mình cũng sợ rắn lắm. Chỗ nào mà có nhiều rắn là thôi mình chịu đấy, mình không dám xuống đâu. Địa điểm này khá là đẹp mà mình vẫn chưa thấy có cây nào cả. Không thấy có nhỉ. Dưới này khá là sâu như cả nhà. Vực này. Đó. Dưới đây là toang luôn đấy. Đặc biệt là mình đi một mình. Không khuyến khích các bạn một mình đi vào rừng nhé. Mà chưa vào rừng bao giờ không nên đi một mình nhá. Không khuyến khích các bạn làm theo đâu nhá. Tại mình đi quen rồi cho nên là mình mới dám đi một mình thế này nhá. Chứ vào một mình này rất là nguy hiểm đấy. Tại hàng ngày mình đi núi quen rồi. Cho nên là không sợ. Chưa thấy có. Đến mùa thu là không mưa mấy cho nên là tương đối là khô. Đất khá là khô. Có
Có lẽ là vì lý do như vậy là năm nay ra ít. Dưới đây hình khá là đẹp nhưng mà không có cả nhà. Mình sẽ thử đi xuống đây xem nào. Leo núi khá là mệt, thở hồng hộc. Không ổn, chỗ này có cây suginoki, có cây thông đắng nên là nó không mọc đâu. Chỗ này cũng có cây thông đắng, có cây thông bình thường nó sẽ không ra ở vị trí này đâu cả nhỉ. Mặc dù đây có cây thông đỏ rất là to, nhưng mà vì nó có những cây nhỏ đây, những cây này nó sẽ không ra. Cây thông này lá khá đắng, còn đây có cây thông đỏ này, nó chỉ ra ở những cây thông đỏ này thôi nhé cả nhà. Mình thử quay lại vị trí đằng kia xem có không nhé cả nhà. Địa hình này khá là đẹp mà không có. Tầm này lá cây nó rụng nhiều quá, có khi là không có rồi. Lá cây rụng rồi cả nhà nhìn nào. Lá cây mà nhiều quá khi nó cũng không ra đâu. Cây này không phải là cây thông nhưng mà cây này cũng ra nấm khá là thơm đấy cả nhà. Cây nấm này mùi nó còn thơm hơn cây nấm matake mình đang đi tìm cơ. Nhưng mà khá là hiếm đó, không phải lúc nào nó cũng ra đâu. Đây cho cả nhà xem cái cây này nhá, trên lá nó như thế nào nhá. Hơi tối nhỉ, không biết cả nhà có nhìn rõ không, hơi tối. Cái lá nó khá là mau, không phải cây thông đâu. Mình lại tiếp tục xuống chỗ này tìm xem thế nào. Mình thấy khá là nhiều cây thông đỏ kia kìa cả nhà. Khá nhiều cây thông đỏ. Đá nó rơi xuống. Ôi, vẫn đang lăn này. Mình lăn thử hòn đá xuống cho cả nhà xem. Xem lăn đi đâu nhá. Đây. Ôi. Ua. Ui. Xuống tận đáy luôn. Vẫn đang lăn. Vẫn đang lăn xuống kìa, kinh khủng. Đấy, bây giờ mới lăn xuống đến đáy. Cả nhà thấy gớm chưa? Mình vừa đi, mình vừa quay trên này. Đôi lúc nó hình nó rung ấy, hơi chóng mặt tí, cả nhà xem thông cảm nhá. Vì mình leo núi ở đây mình không thể nào mà như kiểu đi ở dưới đường bình thường được. Núi khá là dốc. Xuống thì dễ mà lên thì hơi vất vả đấy cả nhà. Cuối cùng cũng lên đến nơi rồi.